Vâng, xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn nốt một số những cái tính năng còn lại của fanpage để các anh chị và các bạn có thể học hỏi và áp dụng. Thì đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn cái cách của chúng ta tạo ra là một cái ảnh bìa cho fanpage đẹp. Thì hiện nay thì fanpage nó cho phép cung cấp mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Chúng ta có thể bấm vào cái nút thay đổi ảnh bìa. Đó. Thì chúng ta có thể là chọn ảnh lên này. Đây là cái dạng một ảnh này. Tôi đang để cái dạng một ảnh này và cái kích thước cái hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta cũng có thể tạo video, tức là video cho ảnh bìa. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý về mặt kích thước. Đúng không ạ? Chúng ta phải lưu ý về mặt kích thước thì nó hơi bị dẹp một chút. Đó. Và chúng ta cũng có thể là tải ảnh hoặc video lên. Hoặc là chúng ta cũng có thể làm bản trình chiếu. Bản trình chiếu tức là như nào? Đây nó cho phép chúng ta có 5 cái ảnh đưa lên đây. Nó giống như là khi chúng ta vào website ấy, thì nó có slide, nó trượt như này. Thì fanpage nó cũng cho phép làm như vậy. Đấy, ví dụ như là tôi sẽ làm cho các bạn xem. Tôi có thể chọn thêm các ảnh khác. Đó, để các bạn xem. Ok. Tôi sẽ tận dụng luôn những cái ảnh đã có rồi. Thì để chúng ta đỡ mất công phải tải. Vâng. Ok. Rồi. Đấy, thế thì khi mà các bạn vào fanpage ở đây thì nó sẽ trượt trượt, nó có cái hạt hạt ở đây. Chính là các cái bức ảnh khác nhau. Nó có 3 hạt, tức là chúng ta có 3 cái bức ảnh nhá. Nó có 5 hạt, tối đa là có 5 bức ảnh. Đây là giống như mình cứ gọi là slide, nó trượt trượt ở trên banner của web ấy. Thì thằng Facebook nó cũng rất là thông minh. Nó cho mình làm như vậy, hoặc là nó cho mình làm video. Đấy, thì chúng ta cũng có thể chọn đây này. Thì tôi chọn video ở đây thì nó nói là trong thư viện của tôi là không có đủ điều kiện cái video phù hợp. Đấy, video phải có thời lượng nhỏ hơn 90 giây. Nhỏ hơn 90 giây và có kích thước tối thiểu là 820 x 312 pixel trở lên. Kích thước đề xuất là 820 x 462 pixel. Thế thì ở đây thì tôi cũng có rất là nhiều video. Vâng, tôi cũng có rất nhiều video nhưng mà các cái video của tôi thì nó dài. Nó toàn 7-8 phút. Đấy, các bạn nhìn thấy. Chúng ta để ý thì nó phải dưới 90 giây thì chúng ta mới tải được. Vậy thì chúng ta sẽ quay một cái video nằm ngang, chúng ta đưa lên dưới 90 giây thôi thì chúng ta sẽ đưa lên đây để làm video, nó rất là đẹp. Khi người vào nó chạy luôn, nó có tiếng ở đây. Chúng ta cũng có thêm các cái nút kêu gọi, đúng không ạ? Các cái nút kêu gọi như là đặt trước, liên hệ, mua sắm, tìm hiểu, vân vân. Thì chúng ta có thể dùng nút liên hệ chẳng hạn. Thì trong nút liên hệ này thì có gửi tin nhắn, có gọi, có đăng ký, có email, có WhatsApp, kiểu như vậy. Chúng ta chọn. Ngoài ra thì thường thì những cái fanpage mà về thương mại điện tử bán hàng thì nó sẽ có một cái phần e-commerce, tức là cái phần e-commerce là chúng ta có thể đăng các gian hàng lên. Thì trong này thì chúng ta vào đây chúng ta xem, chúng ta có thể chia sẻ vai trò này. Các bạn muốn gán cái vai trò này cho người khác. Đấy, thì chúng ta cũng có thể chọn, chúng ta thêm ai đó vào để chúng ta chọn, chúng ta chia sẻ vào đây. Chúng ta đánh email hoặc là chúng ta đánh Facebook của người ta vào thì nó sẽ hiển thị ra. Hoặc là chúng ta có thể tìm, đấy, ví dụ như vậy, tên bạn bè chúng ta gán vào. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào đây để thêm người ta vào, làm biên tập viên hay làm admin. Còn chúng ta muốn chỉnh sửa những cái biểu mẫu ở trên fanpage của chúng ta thì chúng ta vào đây, chúng ta cài đặt thêm những cái biểu mẫu, thêm đây có nhiều những cái tab thêm vào, chúng ta chọn ví dụ như là dịch vụ hay là video trực tiếp hay ghi chú hay cửa hàng. Đấy, chúng ta thêm vào thì sau đó thì chúng ta ra page của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy nó có cái này thì nó cũng không khó đâu. Vâng, bật huy hiệu fan cứng lên nếu mà chúng ta muốn chạy live stream. Thông tin của trang thì chúng ta muốn chỉnh sửa gì thì trong này cũng có rất là nhiều. Chúng ta viết các mô tả thông tin vào thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thế bây giờ chúng ta đã bật cái cửa hàng lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có thể vào đây chúng ta xem, chúng ta tạo các cái sản phẩm. Đấy, giống như là các cái gian hàng ở trên fanpage. Ví dụ như là mình bán quần áo hay là mình bán đồ nông sản hay là mình bán các cái sản phẩm và dịch vụ ấy, thì
thì mình có thể làm ở đây nó cho mình lựa chọn là nhắn tin mua hoặc là bấm thanh toán trên trang web khác thì tùy chúng ta lựa chọn nhá. Chúng ta thiết lập cửa hàng. Bây giờ chúng ta đưa những cái sản phẩm lên đây. Tôi sẽ hướng dẫn mẫu cho các bạn. Ví dụ như mình có thể thêm ảnh một cái sản phẩm và thêm video, xong đó viết tên đơn giá này nọ, hàng tồn kho, tình trạng của sản phẩm, rất là đầy đủ. Nó giống như là một cái website, cái phần cửa hàng commerce này nó giống như là một cái website. Tức là các bạn phải hiểu là Facebook nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các giải pháp. Ví dụ như bạn đưa một cái áo lên đây, bạn đưa một cái áo thì mặt trước mặt sau chụp với người mẫu này kia, họ thậm chí bạn quay một cái video 30 giây 40 giây sau bạn đưa vào cái phần video này, bạn viết tên, ví dụ như là cái áo tôi đang mặc đây là polo Ralph Lauren dài tay, chất liệu cốt tông 100%, giá là 1 triệu đồng, ví dụ thế đúng không? Rồi thì hàng sẵn rồi, free ship toàn quốc, rồi gọi hotline này kia, mình mô tả ra, mình chia sẻ nó ra đấy, mình bật hết lên, mình có cái gì mình tùy chọn thì mình làm thôi nhá. Thì các bạn cứ chịu khó một chút, các bạn mày mò một chút đấy, có rất là nhiều thứ, ví dụ video trực tiếp này đấy, thì mình có thể là đây là những cái mà mình có thể chia sẻ những cái video cho khách hàng của mình up lên đấy, hoặc là các cái bài ghi chú note, mình tạo ra cái bài note để nó có như là cái dạng như là một cái đường link URL của fanpage ấy. Nhưng mà cái này thì mình sẽ có thể chèn thêm hình ảnh vào, nó rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Ok, thì có rất nhiều các tính năng khác thì các bạn cũng sẽ xem thêm nhá. Thì tôi cũng không đủ thời gian để hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn chịu khó mày mò một chút. Còn trong hộp thư, tức là cái tin nhắn ấy, thì mình cũng có thể thiết lập những cái tin nhắn trả lời tự động. Đấy, hoặc là mình cũng có thể có, các bạn nhìn thấy ở đây. Đợi một chút, tải hơi chậm. Đó, thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể chat, chúng ta lấy thông tin của khách hàng. Đấy, rồi chúng ta gắn nhãn, đúng không ạ? Khách hàng mới hay là khách hàng quan trọng, vân vân. Thì cái này nó cũng rất là hay. Facebook nó cũng cho mình hết những cái thứ như vậy. Mình cũng có thể quản lý các cái công việc hồ sơ ứng tuyển nếu như mà mình muốn sử dụng tuyển dụng trên fanpage luôn. Mình cũng có thể thiết lập các cái phản hồi tự động như thế nào đó. Ví dụ như là tôi đang không có mặt ở đây, tôi trả lời nhanh như thế nào thì do mình quyết định, đúng không? Mình cho số, mình sửa cái nội dung ở trong này đi. Rồi, thì về cơ bản là cái fanpage, cái tính năng của nó thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều rồi. Thì các bạn chịu khó tự mày mò thêm. Nếu các bạn không biết làm cái gì, các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Thế còn quan trọng nhất của fanpage đấy là cái quá trình mình phát triển nội dung để làm sao mà người ta tự like, tự thích cái trang của mình, tự chia sẻ cái trang của mình. Sau đó thì mình có thể mình chọn thêm những cái giải pháp về chạy quảng cáo. Thì những cái bài học tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về content, về nội dung, hay là content về về marketing, hay là content về quảng cáo, hay là những cái chủ đề category như vậy để các bạn hình dung thêm nhá. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào, bye bye.